Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến à, quý vị đã đến tham dự à, à, vừa đặt chân đến đây. Chương trình chúng tôi đã bắt đầu từ lúc 7 giờ và cũng xin thông báo với quý vị là một lát nữa đây đúng 11 giờ 45 phút thì hòa thượng Thích Viên Lý và các à, vị lãnh đạo tinh thần sẽ cử hành lễ đón giao thừa và chúng tôi cùng mời quý vị tham dự. Trong lúc chờ đợi thì chúng tôi cũng xin à, để à, tiếp tục một số các à, tiết, tiết mục quan trọng. Uh, và bây giờ, uh, since I recognize that uh, some of uh, our special guests here tonight, I would like to uh, uh, introduce to you. Thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một số quý vị dân cử có mặt ở đây. Và một lát chúng tôi sẽ mời quý vị đó để lên chúc Tết uh, quý vị uh, như uh, hàng năm. Uh, trước hết, chúng tôi xin uh, uh, nhận thấy có um, nghị viên uh, Tyler Diệp, vâng, của thành phố Westminster chúng tôi nhận thấy bên cạnh uh, vâng có thượng nghị sĩ cho uh, nguyễn cũng đã đến tham dự với chúng ta ngày hôm nay vâng quan xin xin thượng nghị sĩ có mặt đây chúng tôi cũng xin báo tin vui chúng vị biết là chúng tôi vừa nhận được một tin mừng rời chót là năm nay thì không hiểu vì lý do gì mà uh, uh, sở chữa lửa đã không cho phép đốt pháo nhưng mà vào giờ chót với sự can thiệp mạnh mẽ của thượng nghệ sĩ Janet Nguyễn, chúng ta sẽ được đốt pháo tối nay. Quý vị đồng ý là xuân mà không có pháo thì cũng như không phải không ạ? Ra nó mất đi bao nhiêu hương vị của mùa xuân. Đây là những tiếng pháo rộn ràng, những tâm lòng của chúng ta và tất cả của những người Việt yêu nước ở hải ngoại. Cho nên một lần nữa cảm ơn uh, Janet. Vâng. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng nhận thấy có uh, thị trưởng thành phố Westminster, Winter, ông uh, Tạ Đức Chí cũng có mặt ở đây. Uh, next uh, uh, Mr. Ta, I recognize uh, Congressman Alan uh, Lowenthal. So, vâng thưa quý vị, đây là dân biểu liên bang Alan Lowenthal. Và, of course, my dear friend, thường cựu uh, thường nghị sĩ Uh and we will be our future congressman, of course. And I will uh, ask you to come up a little later, vâng. Và thưa quý vị, bây giờ thì là phần chúc Tết của um, Liên đoàn cử tri Phật giáo Hải ngoại. Nhưng mà trước khi bắt đầu cho phép chúng tôi có một cái chuyện rất là khẩn cấp là có một uh, phụ nữ phải về nhà có chuyện emergency nhưng mà lại có một chiếc xe um, uh, Lexus đứng chặn ở bên ngoài, license là 6UHC021, màu silver. Uh, không biết quý vị nào có cái xe Lexus màu silver một lần nữa. 6UHC021, uh, 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 the Lexus Silver color block the hallway. So thank you so much. Welcome to the show tonight. And uh, we also uh, welcome the Westminster School District, uh, Mr. Chamison Power. dạ vâng và sau đây chúng tôi xin uh, kính mời liên đoàn cư sĩ phật giáo hải ngoại cùng lên uh, khán đài để chúc tết cho tất cả quý vị dạ vâng và trong lúc chờ đợi uh, liên đoàn cư sĩ phật giáo hải ngoại thì chúng tôi cũng xin uh, chân thành uh, cảm ơn thị trưởng phó thị trưởng và các nghị viên của thành phố westminster đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta có uh, thể đốt pháo tối ngày hôm nay với sự giúp đỡ của uh, thượng nghị sĩ janet nguyễn xin cảm ơn rất nhiều Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin đại diện cho liên đoàn Phật giáo hải ngoại xin cung kính chúc Chư Tôn giáo phẩm và thượng thượng tòa đại đức tăng ni pháp thể khinh an chúng sanh dị độ. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho liên đoàn cư sĩ xin nghiệp chúc quý vị dân cử của các cơ quan công quyền, các cơ quan truyền thông báo chí, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và tất cả đồng hương đạo hữu phật tử hiện diện nơi đây cũng như đang ở nhà xem xem đàn truyền hình 57.8 một năm mới vinh an vạn phúc vàng sự các tường như ý nam mô Đơn lai hà thanh di đặc tôn phật nhà dạ vâng chúng con xin cảm ơn quý cô bác trong liên đoàn cư sĩ phật giáo hải ngoại